Mọi người có nhu cầu mua Free Fire, thử một like kim cương, quay tay nhận ngàn quà khổ và nhiều phần thưởng khác chỉ với 25k. Mua nick Free Fire giá rẻ chất lượng hãy đến với shopanhfor.com. Ok, xin chào tất cả mọi người đã quay lại với channel của mình và hôm nay là mùng 2 Tết rồi. Cái đi mà ấy cái đậu xanh rồi lên đây ý ấy mẹ con nó còn bắt nhập mẹ mã xác nhận này phải thật gì đấy TLK0KUX rồi mẹ em hiểu sao mình phải để mình xác nhận cất ơi mình cắt đoạn nạp đi bạn bởi vì để mày nạp 4 cái mà này kia nó tốn thời gian video của mình quá nên mình làm cho video mình ngắn là tầm khoảng 10 phút rồi để mình up thôi mà. Ok, bây giờ 12k kim cương bây giờ chúng ta nhận được gì nhờ? À, hình như là có ấy mất tên game rồi. Có cái sự kiện gọi là nạp kim cương để nhận gì ta? Hành động các thứ đâu anh nhỉ? À đây. Ờ, trang bị nhanh luôn. Hộp mở bên muối, mở luôn anh em ạ. Phải thật. Từ, để mình ra đây mình nặn mình mở coi. MB50 năm mới, ui cây tính ra cây MB40 năm mới là cây cũng ngon. Ngon mới là cây gì ta. Cây gì, mình quên mẹ tên rồi. Mở được 3 hộp mà. Oh shit. Éo có gì hết. Bây giờ 12k kim cương. Chắc là mình xếp vào shop phá sương sương mà. Má bây giờ là 2020 đầu năm xuân năm mới 2020 chắc có lẽ mình sẽ khô máu cây MB50 này luôn anh em. Đó. 10 hộp. Chúng ta chơi khô máu luôn, định mạnh. Dùng hết lọc để khô máu ạ. MB50 năm mới. Trời ơi. Dùng hết lọc được khô máu luôn. Năm mới. Ui. Phải thật, đen quá. Để mình mở cái khác mình xả tí xui mà. Không nhỉ, mở cái này đi. Phải thật. Làm thế phát nữa. Rồi quay lại khô máu cây MB40 năm mới. What the fuck man. Cú thế nhờ để mình khô máu. Ghét khô máu 20k cây này luôn anh ạ. À đâu 12k mình kiếm cương với cây MB40 này luôn. Ấy sao kỳ đấy. Phải thật. Trời ơi.
Không thể tin được anh em ạ. Nãy giờ là 3k kim cương nó éo ra này. Má, đã thế thì chơi khô máu luôn. Khô máu với mày luôn con. Mẹ không ra mạo cú thế nhở. Mày nhờn đấy, nhờn anh phò ra đen. Anh phò ra đen. Trời, what the fuck. Nó không ra thật kìa. Em không hiểu sao nhưng mà. Ôi, đừng mày đùa nhau à. Má ơi, em không thể tin được. À tốt, hình như là có sắp giảm giá, để mình vô sắp giảm giá xem. Thật anh em ạ. Để xem nào. Bây giờ chúng ta sẽ tiến hành đến chương trình mở hộp. Làm quả nhạc đi game. Trời ơi, có 30 lucky nó ra bộ nam này. Vãi thì nồi thật anh em ạ. Làm phát xương là từ 9 lucky nè. Má, rừng tím anh còn chúc mừng em nữa. Vãi thật. Mình nhất rừng tím chúc mừng xong mẹ tốn thời gian vãi lìn ra. Bán huyết luôn nghe. Ui, cú thế nhờ. Để mình thử vào shop coi. Xem còn giờ. Bên quy đổi xem có gì không. AK, CK. Hộp ma thuật nữa có một hộp nè. À, ghét thế nhở, định mệnh cái cây. Mở thử lại một hộp này coi. Phải thật. Mở bên mưa năm mới. Ấy, nhầm ạ, chúng ta có được 200 cương à. Định mệnh nó phải ra cái mở bên mưa năm mới chứ. Ui mẹ. À. 12.000 kim cương ra đi em ạ. Mọi người muốn xin nhìn số ngày của kênh MB năm mới không? Hơn 300 ngày. Không nghĩ định mệnh mình có thể chơi lớn mức độ như vậy mà. Em có thể tin được. Nhân phẩm của phò 2019 nó chỉ ở 2019 thôi. 2020 là nhân phẩm của phò nó đi hết rồi mà. Đó là một câu chuyện buồn. 12.000 kim cương mua được chút huy hiệu, mua được mấy hộp súng kia mà ông ra, quay được bộ đồ trong vòng quay kim cương, ra được bộ đồ nam. Còn với lại là cây MB 10 năm mới. Khi phò đã máu thì đừng hỏi bố phò là ai, phò sẽ khô máu với cây.
thôi. Vũ khí tiểu liên. Đủ má.